Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Bây giờ là buổi tối ngày 9 tháng 2 năm 2020. Cách đây vài ngày thì Nguyễn có gửi đến các anh chị và các bạn mặt hoa khói. Thì mọi người đã góp ý Nguyễn đặt tên rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì Nguyễn cũng xin công bố cái tên của cây khói. Cây khói này gọi là khói Bạch Vân nha các anh chị. Thì ý nghĩa của nó thì cũng đơn giản thôi. Khói là một làn khói thì Bạch Vân có nghĩa là một một vần mây trắng. Thì cái cây này Nguyễn đặt cái tên nó như vậy để cho dễ nhớ. Thì đối với những cái mặt hoa mới sổ thì khi người ta đặt tên á, không phải là để thể hiện điều gì, để phân biệt giữa mặt hoa này và mặt hoa khác mà thôi. Thì cây này Nguyễn đặt tên nó là cây khói Bạch Vân nha các anh chị nha. Câu hỏi đặt ra là giữa cây khói và cây năm cánh trắng và cây hồng thì đánh giá của nó về mặt giá trị cũng như là vẻ đẹp thì như thế nào? Câu trả lời thì nó cũng cũng vô vàng lắm. Vì đối với cây hồng thì cũng tùy loại hồng giá trị nó khác nhau, cây năm cánh trắng cũng vậy, tùy loại năm cánh trắng giá trị nó khác nhau. Thì trong đó cây khói cũng vậy ha các anh chị. Nó còn phụ thuộc vào vẻ đẹp của khuôn, cánh cũng như lưỡi, chứ không phải là phụ thuộc vào tên là năm cánh trắng hoặc là khói hoặc là hồng các anh chị nhé. Thì ngày hôm nay thì Nguyễn công bố cái cây này có tên là cây khói Bạch Vân, có nghĩa là cây vần mây trắng nha các anh chị. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay có cây một cây gọi là cây hồng hộ phách. Nó nở và Nguyễn cũng gửi đến các anh chị và các bạn xem mặt hoa cũng như là thân lá của cây hồng hổ phách nó như thế nào. Cây này thì nó có đặc điểm cái lá của nó rất là đặc trưng nha các anh chị. Các anh chị để ý cái lá của nó có vân giống như là hổ phách như vậy á. Rất là đặc biệt và rất là khó lẫn vào một cái cây nào khác nha các anh chị. Đây là đặc điểm lá ngọn của nó là nó sẽ có những cái vân vàng xanh giống như là một viên ngọc hộ phách vậy đó. Và hôm nay thì ở phía dưới của nó có những cái mầm mầm lỡ nó nở. Thì mình cũng quay cho các anh chị và các bạn xem mặt hoa cây hồng hộ phách nha. Thì đây nó là được xếp vào một dạng cây hồng nha các anh chị. Bộ cánh của nó thì các anh chị xem đấy, rất là cân đối ha, hai cánh vai bầu ngang và rất là cân đối. Bên cạnh đó thì ba cánh đài của nó cũng tạo thành một thế tam giác cân rất đẹp. Về bộ lưỡi của nó thì mình cũng không cần phải diễn tả, các anh chị và các bạn xem thì cũng thấy được cái nét của nó là gồm những cái vạch xước ở trên hai má hai bên nha các anh chị. Trong ngày hôm nay thì ngoài chuyện đặt tên cây khói Bạch Vân thì mình cũng có vài cái cây hồng hộ phách đang hoa như thế này luôn để gửi đến các anh chị và các bạn nha. Đó, các anh chị thấy mặt hoa hồng là như vậy, bộ cánh, toàn bộ cánh của nó là hồng, lưỡi của nó cũng là những cái gân hồng. Như vậy thì những cái cây dạng như thế này người ta xếp nó vào là cây hồng đó các anh chị. Còn những cây năm cánh trắng thì là năm cánh của nó là trắng tinh tuyệt đối rồi, còn như thế nào thì gọi là khói. Một số anh chị các bạn mới bước vào chơi những cái loại mặt hoa đẹp á thì thắc mắc về cây khói. Nó trong đối với lan á thì người ta về cái mặt năm cánh trắng thì sẽ là gồm năm cánh trắng nè, khói và ám. Cây ám là một cây chỉ, ám chỉ một cái mặt hoa nó sáng ha các anh chị, nó không phải năm cánh trắng, mặt mặt hoa sáng thì người ta gọi là một cây ám. Còn một cây khói có nghĩa là một cây năm cánh của nó gần như là trắng. Nếu như để ý thật kỹ thì chúng ta mới thấy được cái cánh của nó hơi đục một chút. Chứ còn bình thường thì nếu như mà nhìn qua thì các anh chị và các bạn cũng có thể cho nó là năm cánh trắng vẫn được ha các anh chị. Còn đối với những người chơi chuyên môn hơn thì người ta sẽ gọi nó là khói. Ở đây thì mình có ba cái cây vừa mới lắp trong cái chậu ra. Thực tế ra thì đây là ba cái mầm lỡ nha các anh chị, ba cái mầm lỡ của cây hồng hổ phách.
Tất cả những cái cây này thì nó đã đứng ngọn hết rồi, những cái mầm này đã đứng ngọn, cho nên là khi tách ra và nhổ ra thì cái rễ của nó đã đứt, tại vì mình không thể nào mình tách được từng cọng rễ ra đó các anh chị. Tuy nhiên thì nó cũng không ảnh hưởng đến nhiều về cái việc mà chúng ta trồng đâu, tại vì những cái cây này nó đã đứng ngọn và đã rất là mập rồi. Thì ở đây là cái kỳ đầu tiên, đây là kỳ hồng hổ phách đầu tiên các anh chị, kỳ số 1. Các anh chị thấy là khi tách ra thì mình tách ra như vậy, và rễ thì đương nhiên là nó sẽ bị đứt rồi, nó không còn đâu. Thậm chí nếu như nó còn thì trong quá trình mình tách ra và vận chuyển thì cũng không thể giữ được cái bộ rễ. Đây là kỳ hồng hổ phách số 1. Kỳ này có giá 6 triệu nha các anh chị. Kích thước của nó là tầm 13-14 cm. Nó là 14 cm đấy, tại vì cái cây nó hơi cong cong nha các anh chị. Đó, nó tầm 14 cm. Thì cây này mình bán với giá là 6 triệu nha. Đó. Cái anh chị thấy là cái thân của nó rất là mập mạp. Và kỳ số 2, kỳ hồng hổ phách số 2 là cái kỳ đang có hoa nha các anh chị. Kỳ này đang có hoa trên thân luôn. Thì nó là cái hoa mà hồi nãy mình quay cho các anh chị xem ở trên chậu á, thì mình cũng tách nó ra luôn. Cây này thì có giá là 7 triệu nha. Đó, kích thước của nó như cây thước mình đo cho các anh chị và các bạn xem. Đây là mặt hoa cây hồng hổ phách mà mình vừa mới tách ra nè. Mặt hoa rất chuẩn và đẹp. Các anh chị thấy mặt hoa nó rất đặc biệt nha các anh chị nha. Thì cái cây này thì nó đã có tên tuổi trên thị trường từ lâu rồi. Và cây Nguyễn bán cho các anh chị ở đây thì về độ chuẩn thì không cần phải bàn nữa nha các anh chị. Mặt hoa cực kỳ đẹp, tuyệt vời. Và giá thì nó cũng nói chung là cũng mềm thôi. Nó cũng tầm tầm ngang với lại những cây năm cánh trắng Phú Thọ chứ không có hơn. Tại vì cây này thì trên thị trường nó cũng cũng có nhiều chứ không phải là cây mới các anh chị, cho nên là về giá của nó thì nó cũng tương đối mềm và dễ sưu tầm. Đây là cây cuối cùng, là cây hồng hổ phách số 3. Đó. Đây là vết cắt nha. Và tất cả những cái cây này thì những cái mắt gốc của nó vẫn còn nguyên rất khỏe nha các anh chị. À, cái kia này thì nó tầm 19 cm. Đó, các anh chị thấy nó khoảng tầm 19 cm nha. Thì cây này mình bán với giá là 9 triệu đồng. Anh chị nào nhanh tay thì sẽ sưu tầm được một cái kia rất chuẩn và mặt hoa như thế này, và giá là cũng rất là mềm nha các anh chị. Rồi, mình sẽ quay lại cho các anh chị và các bạn xem cái cây. Đây là cây khói và mình cũng sẽ lách ra một cái mầm lỡ để mà ngay cái ngày đặt tên ngày hôm nay thì mình cũng sẽ xuất bán cho các anh chị luôn về cái kỳ khói Bạch Vân. Mình quay vào thời điểm buổi chiều cho nên là bộ cánh của nó đã cụp nha các anh chị. Và cuối cùng đây là một cái kỳ rất là đặc biệt dành cho những anh chị nào yêu mến kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm, một kỳ khói Bạch Vân tuyệt đẹp. Rất khỏe và cây này đã đứng ngọn nha các anh chị. Đây nó là một cái mầm lỡ đã đứng ngọn và Nguyễn cũng tách nó ra để gửi đến anh chị nào thực sự yêu mến kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm và là người đầu tiên sở hữu một cái cây khói Bạch Vân rất là khỏe đẹp. Nó nằm khoảng tầm 25 cm nha các anh chị. Đó. Cây này có giá là 15 triệu tại vì nó là một cây rất lớn và rất khỏe. À, và sau đây thì Nguyễn mời mọi người xem lại những cái mặt hoa trong ngày hôm nay. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng tiếp theo.